Rồi, em chào tất cả các cô chú anh chị. Đó, ngày hôm nay em đang ở trong cái kho hàng nha. Giờ là em khui con mixer cho cô chú anh chị coi. Bây giờ hôm nay em đang đóng hàng cho khách luôn. Đó, thì bây giờ em khui ra em test cho khách nè. Con mixer F9 Pro. Trời ơi, bên em con này hot quá trời hot luôn, em nói thiệt. Đó. Phải nói là con này là nó cực kỳ tiện lợi luôn anh chị nào hả, mà nhà gọi là âm thanh mà chưa được hay nè, chưa được đã nè, chưa đủ chức năng để mình xài nè. Đó, thì mình chơi con này giúp em. Trời ơi, em phải nói là hả, cái chất lượng của nó thôi rồi, một mua một mà được rất là nhiều thứ luôn. Đó, con này là vừa kết nối được Bluetooth nè anh chị. Đó. Mình vừa có luôn hai micro nè anh chị. Đó. Hai micro, mua một xài cả đời luôn anh chị hiểu không? Đó, sạc Type C luôn, micro là có sạc Type C luôn anh chị nha. Đó, hai con mic nhì, thấy không? Bật lên nè, là đèn xanh vậy nè. Đó, bên này bật lên đó, anh chị thấy không? Nhìn nó sang xịn mịn không? Màn hình LED luôn nè. Đó, rồi. Liên thuyền cái gì cái này? Đó, mở ra cho anh chị coi thử. Con mixer này. Tại vì sau đó hai cái anten nè. Đó, cái thùng của em xin lỗi anh chị là nó hơi bị móp một xíu nha, không có sao hết. Đó, dây điện nè, kết nối vô. Rồi, đây dây sạc cho micro nè. Đó, hai cái chống lăn nè. Trời ơi, ây da. Nhân vật chính nè. Đó, giấy bảo hành này, giấy hướng dẫn đâu đó. Rồi. Để em bỏ cái xe của em ra ha. Đó. Trời ơi. Đây. Đây. Đó, cho anh chị cùng xem chiếc mixer nè. Nó cũng không gọi là bự lắm, nhưng mà nó đủ chức năng cho mình xài, ổn định, ngon nghẻ cho anh chị em mà hả, hát karaoke nè. Có luôn Equalizer nè, Equalizer nè. Đó, Equalizer đó. Rồi, ở đây là bao nhiêu? Có tới hả 6 kênh nè, hai kênh đầu này cho micro nè, bình dư còn lại 4 kênh nè. Mình muốn làm gì mình làm, muốn xài gì mình xài luôn. Đó, ok chưa anh chị? Rồi, bây giờ em sẽ test thử hả hát trên cái con mixer này. Đó, con mixer 16 hướng này. Trời ơi, con F9 rồi nó sướng lắm chị ơi.